Tôi xin chào bà con cô bác. Hôm nay em có một bộ áo này muốn bán cho bà con là áo ghim 125 nhưng mà màu trắng. Cái này là hàng không có đâu nhưng mà đầu này là đầu đẹp. Xe này là xe thùng. Bộ áo có đầu đèn và đuôi đèn lái luôn. Là bán 8 triệu. 8 triệu da này hết da nha. Về cặp vẫn trước này xe thùng mà, nó nói gì nữa. Mới thứ nào vừa nói có dán keo không hay vậy? Áo đèn với dán keo, áo này không có keo mà không có chạy. Cho thùng, hôm bữa đi có trăm mấy cây vậy. Nè. Bụi không à, nó. Này bà con nhìn là không gãy mắp gãy bọng gì cho nha. Đẹp dữ dằn, ghim 125 thì đã dành cho bà con bắt ghim 125 thôi. Bên trong nè, không có rửa miếng nước nào chân mới gì nè. Bị xe mình là chưa có chạy xe thùng, xe đậu. Đại 2022 rồi cặp bẩn này qua đây. Bỏ vô cặp bẩn này đây. Mỏ vàng ngoài trước nè. Nó mới gì nè. Cái này của nhà máy người ta dán cái keo lại chưa gỡ ra nữa nè. Mặt nạ nè. Nó có cái logo đẹp vậy nè. Áo ghim 125 mà. Rồi bàn thờ với bà cổ nè, nó có đèn luôn. Đầu đèn pha và hai cái nhan có đèn mi luôn. Có mạch điện có đèn mi luôn. Ừ. Vậy đó. Bà cổ thì nó có 5 công tắc luôn. Ừ. Có logo cánh chim luôn. Đầy đủ không bể mắp gì dân, bên trong không có rửa nước lạnh mà mới vậy nè, bà con biết rồi đó, chất lượng ok, bao hàng, cặp ốc sườn nè. Nó áp sườn mới cho tem gì nè, đẹp gì nè, quá đỉnh luôn. Kiếm lường nhà Google à, nó mới chắc vậy luôn. Rồi đuôi đèn hậu nè, đuôi đèn lái và cái hộp đầu nghề nó mới nè, bá cháy lên nhựa nó trong vắt luôn nè. Hàng này cao cấp nha, chỉ dành riêng cho ghim 125, còn ai muốn gắn ghim lùng 99 là phải chế bát là nhiều lắm. À đó cũng có người chế được đó, mà phải chế nhiều quá lắm. Quá trời đèn đẹp luôn. Rồi bộ này 8 triệu, đáng để mua nếu mà ai có xe màu đen hay là màu đỏ mình thích sang màu trắng thì mình mua thay vô. Rồi cho màu đen qua luôn. Đó 8 triệu. Không bao ship. Tiếp theo là em có màu áo màu đen. Áo màu đen cơ cũng uy tín gì đó nhưng mà áo này là keo nguyên con, xe này là đi 3.900 km đúng đồng hồ. Đời 2022 đó, đầu đèn đẹp gì nè. Có keo nguyên con là áo nó dán keo mà mới dán đẹp lắm. Giờ xài luôn. Bàn thờ bờ cổ đây. Thím lường, mỏ dè, đuôi dè. Mỏ dè, đuôi dè đây, quá trời mới luôn. Cốp bình ắc quy ép sượt nè. Cái nhựa nó dẻo ha, nhựa nó mịn mà dẻo nhưng mà nhìn vô là thấy nó bóng bóng bên trong là thấy nó khoái khoái rồi đó. Keo nguyên con mà mới chát. Ốp sườn tem vàng nè hả, ốp sườn tem nè, tem logo chữ The Game nổi rồi, đẹp bá cháy luôn. Hôm bữa có anh nào mà hỏi gì mua được cái xe nào mà không có áo đó nè, điện lại cho em 6 triệu nè. Bao anh là đẹp không gãy một mắp, 100% hết. Đó, bẩn gió nè, có keo nguyên con, ok luôn. Nè, bên trong chưa rửa nước lạnh mới chát luôn. Ok, con dê luôn nè. Không mới, không lấy tiền luôn. Này, đó. Không mới, không lấy tiền anh luôn. Keo nguyên con, mà keo còn trong vắt à, mới chát à, đời 22 mới đây. Mặt nạ đuôi dè bắt nguyên số luôn. Mặt nạ, đuôi dè bắt nguyên số của cái đèn luôn. Đấy, đèn là nó đấu liền nhé. Nó đấu liền, ngày xưa nó ép cái gáo này vô đây nè. Mạch là nó đấu liền. Mạch là hàng cao cấp dần, dần khè luôn nè. Đuôi rùa đây.
Cái này là học đồ nghề của nó nè, nó mới chát luôn cái nhựa đó trong veo hả? Ok luôn. Rồi phần này cho qua. Đây là gỗ quay quay y 2022 nè, cái loại gỗ quay 125i H2C. Đó, nó có cái bát bán cho bà con luôn. Cái gỗ này em bán cho bà con là 450, có bát luôn. Ok luôn. Giờ chúng ta gắn vô quay y là 27, 18, 19, 20, 21, 22. Rồi gắn vô full led là 17, 18, 19, 20, 21, 22. Đó, rồi cái bát này bắt lên cái ổ khóa nè. Rồi ok. Là bán 450 nha. Đồ của Thái, H2C của Thái đây. Tem này. Gỗ 110 cũng có, gỗ quay S 125 đây gắn full chờ 2 anh em cũng có. Gỗ quay S 125 thì 450, gỗ 110 Thái thì 400. Rồi. Ủa sao còn cái đuôi dè kêu?